Kính thưa ông Morio, kính thưa ông Võ Văn Lâm, kính thưa quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Tôi cũng là chỉ là một bệnh nhân và tất nhiên là cũng là một người được thụ hưởng, được trải nghiệm hơn 5 tháng tại Hội Trường Hạnh Phúc của Bộ Phú Nhuận. Đây là một sự ngẫu nhiên. Tôi không tìm hiểu gì trước cả. Trước đó tôi không có tìm hiểu gì cả. Mà tôi đang chữa bệnh là tôi bị viêm chu vai. Đau nhất. Đi châm cứu ở bệnh viện y học dân tộc và uống thuốc trước đó 6 tháng nhưng mà không đỡ. Khi đến trung tâm chấn thương và chỉnh hình thì các bác sĩ quen bảo rằng chỉ cần chích một thuốc thôi thì hết, nhưng mà tôi về tôi tham khảo thì các không nên. Thì cái đó từ khi theo tùy theo quan điểm của một cái suy nghĩ thôi chứ mình không nói đó là đúng hay sai, nhưng mà bảo không nên. Thế thì ngẫu nhiên khoảng vào tháng 11 của năm 2016 thì đối diện với nhà tôi có mở cái hội trường này, cái hội trường trải nghiệm hạnh phúc này. Và tôi cũng không tin tưởng gì cả, là vì trước đây đi vào các siêu thị, đi vào các cái trung tâm giải trí thì được mời gọi bởi những cái chiếc đệm, chiếc giường mà có nhiều người sau đó mua về rồi những cái hiệu quả không cao. Tất nhiên tôi không nói đến những cái thương hiệu của nước này nước nọ, nhưng mà rõ là những cái kết quả mà bạn bè cung cấp là không tốt. Thế thì tôi cũng có sự hoài nghi, nhưng mà tôi có thiện lợi quá thôi phía trước nhà. Vậy là xin thưa với quý vị là tôi đến đúng 20 hôm thì hết hạn. Chúng tôi nói gì từ nó giảm giảm và hết hạn. Tôi rất vui mừng vì tôi nghĩ có những người bảo là có lẽ mày trước đó mày đi châm cứu rồi ông đi uống thuốc. Không, trước đó vẫn là đau nhức lắm. Và tất cả những cái gì mà test khám nghiệm ở các cái bệnh viện những lần trước, lần sau hoặc 3 tháng sau thì những cái chỉ số xuống đều rất tốt. Và tôi cũng xin thưa vì hồi nãy tôi cũng chưa chịu giới thiệu, vì tôi muốn vào việc vào nội dung ngay. Tôi tên là Nguyễn Hữu Anh Tài, tôi là luật sư, hiện là sinh hoạt tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nói lên cái sự thật này không phải là không ngừng để nhằm quảng bá quảng cáo cho cái thương hiệu, cái sản phẩm mà nó mang những cái kết quả tốt đẹp đến với bản thân tôi và những người mà bản thân tôi đã giới thiệu, người thân của tôi ít nhất là 60 người đều có những cái biểu hiện dạng 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 và tốt đẹp đấy. Trong đó có những người 73, có những người 80 đến hội trường gần nhà tôi có, và tôi giới thiệu cho ở quận nhất gì đó thì đều có những cái biểu hiện, cái kết quả tốt. Và những cái kết quả tốt đó là rất là đáng mừng. Và bản thân tôi đây là những cái người, chúng tôi nghĩ cá nhân tôi là người được hàm ơn, phải hàm ơn, phải biết ơn cái sản phẩm này. Tất nhiên chúng ta phải nói, khi nói đặt ở về phía tập đoàn thì họ cảm ơn chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng nói theo tôi, như theo tôi nghĩ là tôi xin trình bày là phước chủ lộc thầy vậy đấy. Chúng ta đi gặp được cái việc một gặp được một thầy tốt, đó là cái việc thứ nhất. Cái việc đó là gì? Cái sản phẩm này, cái sản phẩm xứ biển này nó chữa trị cho tôi, cho gia đình tôi, trong đó có vợ tôi mất ngủ cũng khá lâu, tức là ngủ không tốt chứ không phải đến mức ngủ triền miên, nhưng mà bây giờ vợ tôi ngủ rất tốt, xin lỗi, ngủ 6 giờ phải đánh thức như vậy là 6 tháng nay đấy. Chứ còn trước đó thì bà ngủ giật giờ, ngủ không không tròn giấc đó, nhưng mà bây giờ rất tốt. Cho nên cái việc mà lựa chọn để mua cái sản phẩm này là cái điều mà ai có điều kiện thì nên đến chọn, vì cái sản phẩm này nó đã trực tiếp mang lại kết quả tốt đẹp đến với tôi và gia đình tôi.
Cái thứ nữa là chúng tôi muốn nói một điều nữa là tôi cảm ơn người Nhật. Chúng ta sống ở Việt Nam, ở miền Nam, thì nếu ở miền Nam thì từ những năm 60, sau năm 60 là những cái sản phẩm của Nhật. Năm 1967, 68 là những cái xe Honda đã đến cái Việt miền Nam rồi, ở đến với miền Nam Việt Nam rồi. Và những cái chiếc TV National Panasonic, những cái thương hiệu về mặt kỹ thuật, chúng ta nói tốt là tất yếu. Nhưng mà người Nhật họ mang cả cái quốc thể, cái danh dự và uy tín của họ, đầu tư chất xám kỹ thuật và trình độ khoa học của họ để vào những cái sản phẩm của họ. Mà cái điều đó có lẽ tôi cũng không cần nói thêm. Cho nên là từ chỗ đó chúng tôi hết sức tin tưởng cái sản phẩm của Nhật, trong đó có cái sản phẩm y học về xuất viện này để chữa bệnh. Chúng tôi hết sức cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.